Hôm nay mình nấu món chè bưởi nha mấy bạn. Đây là cái chè mình đã nấu xong nè. Cục bưởi ăn nó dai, dai dai, rồi cục bưởi thì nó giòn giòn. Ăn không bị đắng nha. Ăn với nước cốt dừa rất là béo thơm ha. Bưởi mình cắt cái vỏ xanh nha mấy bạn. Mình cắt cái vỏ xanh cắt gì vậy? Mình cắt bỏ cái phần vỏ xanh đi ha. Bữa mình lột ra, mình cắt bỏ cái phần vỏ xanh này đi. Cái phần vỏ xanh này mình có thể mình phơi khô để mình xông mũi hay là đốt cho nó thơm. Xông mũi đó. Đốt xông lên cho thơm đó, mình lấy cái phần này mình ngâm nước, mình ngâm nước, mình cứ rửa, mình vắt, mình xả mấy lần như ha, vắt khô vậy nè, rồi cái mình ngâm nước, mình ngâm nước một đêm như mấy bạn, mình vắt ráo. Đây là vỏ bưởi mình đã vắt ráo nè, giờ mình xắt hạt lựu nha, mình xắt nhỏ nhỏ hạt lựu. Cái sơ sơ thì mình bỏ, mình xắt hạt lựu ha. Bữa nay là mình đã ngâm một đêm rồi, mình vắt ráo, mình xắt hạt lựu nha mấy bạn. Đây, xắt hạt lựu nhỏ nhỏ vậy thôi nè. Cái này tại mình vắt rồi chứ vô nước thì nó nở ra nha. Đó, mình xắt hạt lựu. Mình ngâm một đêm, mình ngâm với cho một xí muối vô ngâm nữa nè. Ngâm xong rồi mình cứ vắt, mình xả cho nước nó ra hết cái nước đắng. Rồi mình vắt khô rồi mình xắt hạt lựu. Bây giờ nước sôi rồi mình cho cái bưởi vô, mình chần như thế này, cho cái bưởi vô mình chần, mình luộc khoảng 5 phút nó sôi lại để xíu cho nó ra nước trắng ha. Rồi xong xong đó là mình ngâm đậu xanh cho nó nở cái hạt đều, rồi mình bỏ cái đậu xanh vô sữa mình hấp nha. Đây, đậu xanh mình đang hấp nè. Rồi mình luộc, mình để sôi mấy phút cho nó ra cái nước trắng của bưởi ha. Mà mình lấy ra mình đổ vô nước lạnh rồi mình cũng vắt cho phần ráo, vắt cho nó ráo nó khô. Nước sôi mình cho vô đây một xí muối với lại ba muỗng súp đường nha mấy bạn. Mình để ít nước thôi, rồi mình sẽ cho bưởi sau khi mình đã luộc, mình vắt ráo rồi, mình xả, mình vắt ráo rồi, mình lại cho bưởi của mình luộc với đường, cho bưởi vô mình nấu cái đường. Rồi mình để lửa riu riu cho
cái đường nó thấm vô bữa nè. Để khoảng 5 phút cho mấy bạn, cho đường nó thấm vô bữa, nó đút vô bữa. Để lửa nhỏ nhỏ. Rồi đậu xanh thì mình cũng đã hấp chín rồi nha mấy bạn. Bữa sau khi mình đã nấu với nước đường rồi nè mấy bạn. Mình nấu được tầm 5 phút rồi nè. Bữa nó trong rồi, nó trong veo rồi ha. Bây giờ mình ăn thử thì mình nghe nó. Bữa nó giòn thịt thịt. Nó dễ dai, nó không còn đắng nữa ha. Giờ mình lấy ra nè. Nè, bữa nó đã rút hết nước đường vô nè. Mình lấy ra mình để cho ráo. Bây giờ mình không có cần bắt khô lắm nha. Để cho nó ráo cái rồi mình trộn với bột. Rồi bữa nè, sau khi mình đã nấu nước đường rồi nó trong veo đẹp lắm các bạn. Ăn là ngọt, giòn dai ha. Nó hết đắng rồi. Mình để cho ráo vậy thôi. Mình để cho nó ráo bớt nước thôi chứ mình không cần bắt khô nha. Bây giờ mình trộn với bột. Rồi mình cho bưởi vô đây ha. Mình cho vô heo cho nó rộng để mình trộn cho nó thoải mái. Rồi xong mình cho bột năng vô ha. Khoảng chừng 5 muỗng thôi cho bột năng. Rồi mình trộn đi rồi mình cho tiếp ha. Mình cứ cho cái lượng bột vô miễn sao thấy cái bột nó áo hết cái phần bưởi này là được ha. Mình cho tiếp đi. Mình cho bột năng vô hết mấy bạn. Mình cho bột năng vô cho đến khi nào mà cái bưởi này nó cái bột nó áo hết cái bưởi mà nó không có còn nước nữa. Cái bột nó rút vô cái nước rồi. Đây. Nó như vậy là được ha, nó khô, nó rút hết cái phần nước ở trong bưởi rồi. Nó khô vậy là được. Bây giờ là mình cho vô đây khoảng 100g bột năng nha các bạn. Rồi bữa là như vậy là được rồi ha. Rồi giờ mình đem trụm qua nước sôi cái rồi mình nấu chè. Đậu xanh đã hấp chín. Nước sôi rồi mình cho bưởi đã áo bột vô luộc nha mấy bạn. Khi mình luộc mình cố gắng mình tách cho nó rời rời lên. Rồi bưởi sau khi mình đã luộc rồi nè mấy bạn. Đây cục bưởi nó trong veo rồi ha. Bưởi nó trong veo rồi. Rồi mình giờ mình cho đậu xanh vô nha mấy bạn. Đậu xanh mình đã hấp rồi, mình cho vô. Đậu xanh mình đã hấp mềm rồi, mình cho vô.
bột nó ra nó đã sệt sệt rồi. Nếu mà mình thấy lỏng quá thì mình pha thêm miếng bột mình cho vô. Nếu mà thấy cái nước nó còn lỏng quá thì mình cho thêm miếng bột nữa. Rồi mình cho nửa chén đường vô. Rồi nếu mà mình có tinh dầu hoa bưởi á thì mình cho, rồi nó sôi lại rồi mình cho một xí tinh dầu hoa bưởi vô, thấy ngon quá mấy bạn. Mình quậy khoảng 2 muỗng súp bột năng rồi mình cho vô cho nó sệt sệt xíu. Món chè bưởi mình đã nấu xong nha mấy bạn. Một bưởi trong veo nè, giòn dai sực sực nha mấy bạn. Rồi ăn thơm mùi tinh dầu hoa bưởi nha, thơm mùi hoa bưởi, đậu xanh. Rồi ăn rất là ngon nha mấy bạn. Mình ăn với nước cốt dừa nha. Rồi nước cốt dừa mình cho một muỗng súp bột gạo, xíu muối với lại khoảng muỗng cà phê đường vô nha mấy bạn. Nấu sôi lên là được rồi, quậy cho bột gạo tan rồi nấu sôi lên nè, vừa sôi hơi sệt sệt là được. Sệt lại rồi nè. Vừa có vị mặn mặn béo béo hơi ngọt ngọt nhẹ. Món chè bưởi nước cốt dừa của mình đã hoàn thành mấy bạn. Này, cục bưởi trong veo rất là ngon nha. Chè bưởi ăn bưởi rất là dai, giòn, ngon nha, nước dừa rất là béo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và làm việc các bạn. Món chè bưởi nước cốt dừa của mình đã hoàn thành nha mấy bạn. Bưởi ăn dai dai, giòn giòn, rất là ngon nha, không có bị đắng nha. Ăn với nước cốt dừa rất là béo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt các bạn.